Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2022 trên địa bàn thành phố đạt gần 71.000 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đại diện các nhà bán lẻ thì cho rằng sức mua trong dân vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Sự tăng trưởng về doanh thu bán lẻ trong những tháng đầu năm chỉ là tâm lý muốn giải tỏa sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, chưa có tính bền vững. 8 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh dần được kiểm soát, thị trường hàng hóa trong nước chịu tác động của thị trường thế giới, nhưng nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất luôn được đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất đời sống của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, sức mua của người tiêu dùng cũng đang phục hồi và đạt mức tăng trưởng rõ rệt, khi các chương trình khuyến mãi giảm giá kích cầu liên tục được tung ra, đem đến cơ hội mua sắm giá tốt cho người dân. Em cũng phải lựa chọn những cái địa điểm buôn bán thực phẩm cân đối với cái giá thành mà so với cái tài chính mình đang có. Nhưng mà thường tụi em sẽ đến đây, tại vì ở đây là giá thành nó rất là ổn định. Các mặt hàng nó giá cả là nó bình ổn lắm. Mua bán thì nó yên tâm hơn, không phải là mình sợ là kiểu mặc cả. Chứ ví dụ như hàng là mua thật, giá thật, tiền thật. Theo các nhà bán lẻ, hành vi mua sắm của người tiêu dùng bị tác động khá nhiều bởi các chương trình khuyến mãi giảm giá ở điểm bán hàng. Đặc biệt trong thời điểm giá cả hàng hóa chịu áp lực tăng như vừa qua, nhiều siêu thị đã làm khá tốt vai trò giữ giá ổn định. Nhờ đó mà doanh thu bán hàng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2021, nhưng vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng. Khách hàng thời điểm này thì khi mà bình ổn dịch trở lại thì cái mua sắm của khách hàng chủ yếu cũng là ngành hàng rau củ quả, ngành hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm thiết yếu. So với là cùng kỳ thời điểm năm 2020 và 2019 thì là thời điểm này chúng tôi đã doanh số đang tăng trưởng từ 70 đến 80%. Nhưng mà cái mong đợi của ở các cấp lãnh đạo phía trên là mong muốn chúng tôi là tăng từ phải 100% trở lên ạ. Các chuyên gia cho rằng bên cạnh yếu tố phục hồi sau đại dịch, việc giá bán hàng hóa tăng đáng kể là do giá nhiên liệu tăng cao, cũng là yếu tố khiến doanh thu từ bán lẻ dịch vụ tăng cao. Còn một số doanh nghiệp thì cho rằng người dân trải qua 2 năm chống chịu với dịch bệnh và mọi hoạt động bị hạn chế, nên khi dịch bệnh dần được kiểm soát, hoạt động mua sắm vui chơi của người dân có thể là tâm lý giải tỏa trong ngắn hạn. Không chỉ BQ mà các ngành khác nữa, khi chúng ta tăng trưởng sau đại dịch thì phần lớn là do tâm lý tiêu dùng. Sau một cái thời gian người ta bị ức chế thì người ta có thể mua sắm nhanh hơn, nhiều hơn và người ta thụ hưởng nhiều hơn. Nhưng nó chưa phản ánh được cái sự tăng trưởng thực chất. Bởi vì hiện nay các cái chi phí về nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, chi phí nhân công nó cũng rất là tăng rất là nhanh. Kể cả cái mặt bằng lãi suất cũng bắt đầu cao hơn rồi. Thì đây là những cái chi phí mà làm cho cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong nước nó sẽ khó khăn hơn. Không chỉ ở lĩnh vực bán lẻ mà sự phục hồi và tăng trưởng của toàn nền kinh tế được dự báo sẽ khó khăn hơn trong quý 4 năm 2022 và năm 2023 bởi những khó khăn, rủi ro vẫn đang hiện hữu và gia tăng, nhất là áp lực lạm phát, tăng chi phí sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng và những diễn biến thất thường của thiên tai, dịch bệnh. Dù vậy, với các con số tăng trưởng kỳ diệu của nền kinh tế trong 3 quý đầu năm, cùng các chính sách hỗ trợ phục hồi sau đại dịch của chính phủ đang được rốt ráo thực thi, đã và sẽ mang lại những tín hiệu lạc quan cho toàn nền kinh tế.